Sáng mùng 10 tháng 5, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho tổ chức cá nhân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Sông Công. Tham dự buổi làm việc về phía thành phố Sông Công có đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan. Theo thống kê giả soát, thành phố Sông Công có 1.300 người có công, 1.413 đối tượng bảo trợ xã hội và 1890 hộ nghèo cận nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 42 của chính phủ và quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí chi trả gần 5,7 tỷ đồng. Đối với các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo nghị quyết số 68 ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021 của chính phủ, thành phố Sông Công đã chi trả hỗ trợ cho gần 38.000 trường hợp với tổng kinh phí gần 5,7 tỷ đồng. Đối với các chính sách đặc thù của tỉnh Thái Nguyên đã chi trả hỗ trợ gần 540 triệu đồng các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, chi hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng cán bộ giáo viên hợp đồng các cơ sở giáo dục các trường hợp là người Thái Nguyên đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng kinh phí đã chi hỗ trợ của các tổ chức cá nhân đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay là gần 14,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương gần 8,9 tỷ đồng, quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là trên 1 tỷ đồng, các nguồn khác trên 4,5 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện các chính sách luôn công khai minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc ban hành hướng dẫn thực hiện của các cấp ngành việc cập nhật ra soát danh sách các đối tượng được thụ hưởng công tác phối hợp để chi trả kinh phí hỗ trợ đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ những khó khăn trong quá trình thực hiện và các kiến nghị liên quan để tiếp tục triển khai trong thời gian tới kết quả giám sát sẽ được đoàn giám sát tổng hợp báo cáo thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và chuyển các ý kiến kiến nghị của địa phương tới các cơ quan liên quan xem xét giải quyết